sự chuyển mình kỳ diệu của nền kinh tế Việt Nam trong 30 năm gần đây, với những minh chứng mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng và dịch vụ, đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, biến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Kinh tế Việt Nam bắt đầu trở thành điểm sáng của châu Á khi các tổ chức quốc tế đồng loạt ghi nhận kết quả tăng trưởng GDP của Việt Nam. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF xếp hạng năng lực cạnh tranh Việt Nam tăng 5 bậc trong năm 2017, đứng thứ 55 trên 137 nước và tăng vọt 20 bậc so với 5 năm trước. Đây là thứ hạng cao nhất chúng ta từng đạt được từ trước đến nay. Trong dòng chảy đó, Phú Đông Group tự hào cùng các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội, đồng thời không ngừng tạo nên các giá trị thiết thực cho cộng đồng. Năm 2017 có thể coi là cột mốc đáng nhớ cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Phú Đông Group khi quyết định hợp nhất các công ty riêng lẻ có bề dày lịch sử thành một hệ thống công ty đa ngành Phú Đông Group để tiếp nối, phát huy và tạo ra sự cộng hưởng to lớn cho thương hiệu này trên thị trường. Phú Đông Group gồm 7 công ty thành viên và 7 công ty liên kết. Trong đó, điển hình là Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam, có kinh nghiệm hoạt động trên tất cả các lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng thủy lợi, giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông thôn và phát triển đô thị, xuất nhập khẩu nông lâm sản, v.v. cùng công ty GBM với 37 năm hình thành và phát triển. Cả hai luôn là những công ty tiên phong trong ngành xây dựng, hoạt động chuyên sâu vào thi công hoàn thiện công trình, tập trung vào hai ngành mũi nhọn là kinh doanh và đầu tư bất động sản. Hiện Phú Đông Group đã và đang cùng các doanh nghiệp Việt Nam tích cực đóng góp ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. 7 công ty thành viên của Phú Đông Group bao gồm Công ty Cổ phần và Thương mại Du lịch Hiếu Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư CBM Tài Phú, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ, Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Xây dựng Đất Việt, Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng HL86, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Cơ điện và Xây dựng Đông Dương, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Phú Đông. 7 công ty liên kết của Phú Đông Group bao gồm Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng CBM, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Tài Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Thịnh, Công ty Cổ phần Xây lắp 5, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phát triển Đông Á, Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Xây dựng TG. Trong tương lai, hình ảnh thương hiệu Phú Đông Group sẽ được duy trì một cách xuyên suốt, đồng thời ghi nhận sự tiếp nối cho một giai đoạn phát triển sôi động của các công ty thành viên và công ty liên kết trong cùng hệ thống, với mục tiêu gia tăng giá trị cho toàn hệ thống, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam. Các dự án do Phú Đông Group thực hiện và phát triển đã và đang hiện diện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Phú Đông Group xem mình như người đồng hành, cùng khởi tạo và xây dựng các giá trị chuẩn mực, phục vụ cuộc sống cho cộng đồng và cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng những sản phẩm bền vững theo thời gian. Vừa vận dụng những kinh nghiệm đắt giá vào hoạt động kinh doanh hiện tại, vừa không ngừng mở rộng và phát triển phạm vi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Phú Đông Group đang tiến đến một tầm cao mới đầy sáng tạo và tăng trưởng không ngừng ở cả 5 lĩnh vực cốt lõi: bất động sản, xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, du lịch, giáo dục. Lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản của Phú Đông Group đã ghi dấu trên thị trường bằng nhiều dự án có quy mô cùng chất lượng xứng tầm. Bên cạnh những dự án đã hoàn thiện như khu dân cư Him Lam Phú Đông, chung cư Him Lam Phú Đông, những dự án sắp đi vào vận hành như Phú Đông Premier, trường mầm non Phú Đông Lotus Kindergarten, cùng những dự án đang thực hiện như Phú Đông Sky Garden, Dĩ An, Bình Dương, Phú Đông Central, Trần Nhật Duật, Quận Nhất, Phú Đông Smart City, 4,5 hectare sóng thần Bình Dương, Phú Đông Residence, 1,8 hectare Quận 12, Phú Đông Logistics City, 33 hectare Long An, Phú Đông Riverside, 5 hectare Nhà Bè, Phú Đông Luxury Resort, 1,5 hectare Phan Thiết, Phú Đông Home Resort, 10 hectare Mũi Cây Gà, Hàm Tân, Phan Thiết, v.v. Tất cả
đều là những cột mốc đánh dấu sự phát triển ấn tượng của Phú Đông Group trong lĩnh vực bất động sản. Được xác định là ngành mũi nhọn trong thời gian tới, kinh doanh và đầu tư bất động sản sẽ được Phú Đông Group tập trung phát triển mạnh để đem đến những sản phẩm bất động sản xứng tầm cho khách hàng, đối tác. Những sản phẩm mang thương hiệu Phú Đông, ngoài việc không ngừng gia tăng giá trị trong tương lai, còn đáp ứng tối đa chuẩn sống 5 sao cao cấp, đúng tinh thần Phú Đông, trẻ trung, đẳng cấp, giá trị, hiện đại, chất lượng. Với những sản phẩm bất động sản vượt trội về chất lượng trong từng phân khúc, Phú Đông Group đang góp phần tích cực vào việc xây dựng diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Phú Đông Group xác định sẽ tập trung phát triển mạnh dòng sản phẩm cho đối tượng khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực, đồng thời mạnh dạn mang đến những sản phẩm với định vị khác biệt về chuẩn mới cho bất động sản cao cấp với giá trị trong tầm tay cùng phương thức thanh toán phù hợp. Trong chặng đường 37 năm hình thành và phát triển của Phú Đông Group, ngành xây dựng luôn được coi là minh chứng cho thành công và uy tín của toàn hệ thống, tạo ra động lực dẫn dắt các ngành khác phát triển toàn diện. Chính công ty trong lĩnh vực này đã giúp Phú Đông ghi dấu ấn bằng nhiều dòng sản phẩm đáp ứng khắt khe các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. Phú Đông Group đã tạo ra những công trình đòi hỏi sự chỉnh chu, hoàn hảo về chất lượng xây dựng như khu căn hộ cao cấp Lush Garden, Him Lam Chợ Lớn, Vista Residence, khu dân cư cao cấp Cityland, tòa nhà đa năng International Plaza, cao ốc văn phòng Gilimet và cả những công trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính thẩm mỹ cao như khu phức hợp thể thao Citadel City Sports Center, khách sạn Diamond Phan Thiết. Không chỉ hợp tác với chủ đầu tư trong nước, nhiều chủ dự án đồng bộ với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc như hệ thống Lotte Mart Cần Thơ, Lotte Mart Vũng Tàu, Lotte Mart Bình Dương, Lotte Mart Phan Thiết. Hay dự án khu dân cư Tầm Nhìn giai đoạn 1 với chủ đầu tư là tập đoàn Daising Construction Đài Loan cũng nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và cộng đồng. Phú Đông Group còn khẳng định vị trí chủ chốt của mình bằng nhiều dự án tổng thầu và thi công như nhà xưởng dự án Samsung Electronics, nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Mercury Advance, trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, nhà câu lạc bộ sân golf Tân Sơn Nhất, sân golf Long Biên. Bên cạnh đó, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng đã được Phú Đông Group triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là các công trình công cộng như dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 63 giai đoạn 2, dự án xây dựng đường thép đôi Gò Tháp, dự án kênh An Phong Mỹ Hòa Bắc Đông hay gói thầu xây dựng cầu trên kênh Trà Hoa, Tân An, Trà Vinh là minh chứng cho công cuộc gia tăng thị phần và tăng trưởng tích cực trên thị trường. Với hàng trăm công trình chất lượng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Phú Đông Group đã đem lại nhiều thiện cảm, tín nhiệm từ chủ đầu tư cho một nhà thầu xây dựng, ghi dấu ấn vững chắc trong ngành suốt chặng đường hình thành và phát triển. Hệ thống công ty trong lĩnh vực xây dựng của Phú Đông Group giờ đây đã bảo chứng chất lượng cho những công trình mang đẳng cấp trong nước và quốc tế. Với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản và chủ trương đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tại Phú Đông Group, ngành vật liệu xây dựng đang trên đà phát triển vượt bậc cùng những ngành mũi nhọn khác. Không chỉ cải tiến hệ thống công nghệ sản xuất, Phú Đông còn nhận tiếp cận trình độ chung trong khu vực và trên thế giới bằng việc nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm phù hợp với môi trường. Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng xanh được quan tâm nhiều hơn. Nhiều công trình trên thế giới đã ưu tiên sử dụng các sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường. Bắt kịp xu thế này, Phú Đông Group đang nghiên cứu ứng dụng dây chuyền gạch không nung trong các công trình xây dựng. Ngoài ưu điểm tăng dần độ bền trong quá trình sử dụng, gạch không nung còn là một trong những loại gạch đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, Phú Đông Group cũng quan tâm đến việc tiêu thụ tài nguyên một cách hiệu quả nhằm đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng công trình, đồng thời giảm tối thiểu các tác động đến môi trường. Đây được coi là bước đi đúng đắn của Phú Đông Group, vì vừa góp phần bảo vệ môi trường sống, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, vừa góp phần giúp nền kinh tế của đất nước phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Phú Đông Group quan niệm giáo dục luôn là yếu tố then chốt quyết định những thành công mới của cư dân tương lai, là minh chứng cho việc không ngừng hiện thực hóa mục tiêu đồng hành cùng khách hàng của toàn hệ thống.
Giai đoạn trong độ tuổi mầm non chính là lúc trẻ bắt đầu hòa mình vào môi trường tập thể. Một ngôi trường tốt từ những năm tháng đầu đời sẽ là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của các bé trong tương lai. Hiểu được điều đó, trường mầm non Phú Đông Lotus Kindergarten ra đời, thuộc hệ thống tiện ích 5 sao dành riêng cho cư dân Phú Đông Group. Phú Đông Lotus Kindergarten chọn phương pháp giáo dục coi trọng các tiềm năng của trẻ và nỗ lực để phát triển tiềm năng này bằng một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với các giáo viên được đào tạo sâu về chuyên môn, kèm theo các đồ dùng học tập được thiết kế đặc biệt, hỗ trợ tối đa tiềm năng cá nhân riêng của từng bé. Bên cạnh đó, trường cũng chú trọng các môn học giúp bé sớm phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh bằng thể thao và hoạt động ngoại khóa, khả năng suy nghĩ độc lập và tinh thần tự lập của trẻ. Tất cả giúp trẻ có thể khám phá toàn diện những khả năng tiềm ẩn của chính mình và luôn hứng khởi khám phá thế giới. Nhờ lợi thế bờ biển dài, ngành công nghiệp du lịch Việt Nam có một tiềm năng phát triển vô cùng to lớn. Nắm bắt cơ hội đó, Phú Đông Group đã mạnh dạn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, du lịch và khách sạn. Đi theo chiến lược tìm đến những khu vực có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác nhiều để tạo ra sự khác biệt. Song song với việc chú trọng xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng theo lối kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan xung quanh nhằm thu hút những đối tượng khách hàng chuyên biệt là những tiêu chí phát triển quan trọng mà Phú Đông Group theo đuổi trong quá trình xây dựng sản phẩm. Những dự án ban đầu như Bầu Mai Apricot Big Resort, Xóm Chài Resort đã ghi những dấu ấn đầu tiên của Phú Đông Group trên hành trình chinh phục và khai phá tiềm năng du lịch nước nhà, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển du lịch lớn với các đối tác trong và ngoài nước. Với sứ mệnh đồng hành cùng cuộc sống của người Việt, gắn kết chặt chẽ trên nền tảng niềm tin được kết tinh trong 4 giá trị cốt lõi: khát vọng, chính trực, chuyên nghiệp, hiệu quả. Phú Đông Group luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng hành trình chinh phục các mục tiêu cao hơn, góp phần mang lại những giá trị tốt nhất cho xã hội. Tầm nhìn của chúng tôi, tương lai của bạn. Cùng kinh nghiệm và nỗ lực sáng tạo của mình, Phú Đông Group khẳng định và cam kết tạo ra những sản phẩm tốt đẹp nhất với giá trị không ngừng gia tăng cho khách hàng và đối tác trên cả 5 lĩnh vực: bất động sản, xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, du lịch và giáo dục. Đội ngũ nhân sự trên 800 con người được đào tạo bài bản trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Tập thể Phú Đông bằng chính lý tưởng hoài bão cùng khát vọng chinh phục thử thách đang cùng nhau đoàn kết và cống hiến mỗi ngày mỗi giờ để từng bước khẳng định giá trị thương hiệu cho toàn hệ thống, sẵn sàng bước vào một giai đoạn quan trọng, đánh dấu sự phát triển sôi động, vượt bậc và bùng nổ trong tương lai. Phú Đông Group, phương tầm cao mới.